Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu cân chia đường bột không cần cân. Bây giờ ta bắt đầu. Bây giờ mình cân 600g đường. Và đây là 600g đường. Và bây giờ mình sẽ chia hai cái tô đường này cho bằng nhau. Mình không cần cân, mình chia thử. Mình chia cho đều, mình không cân. Đó, dành cho những bạn nào không có cân. Và bây giờ ta cân lên thử xem có đúng không. Sáu trăm tám mươi gram và đây 660g, không chính xác tại vì nó ấy quá. Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu cân đường, chia đường không dùng cân. Bây giờ ta bắt đầu. Giờ mình cân là 600g đường. Và đây là 600g đường. Mọi người nhìn thấy không? Đó, 600g đường. Giờ mình sẽ tự chia ra. Mình chia không dùng cân, mình chia thử xem có đúng không. Mình mua 300g đường ngoài chợ. Mình về mình không dùng cân thì mình sẽ cân bằng cái chén. Đó, mình cân ba cái chén thì mỗi chén là 200g. Đó, dành cho những bạn nào và cháu nào nhà mình không có cân thì mình cân đường theo kiểu này. Mình sẽ lường bằng cái chén đó, cho nó bằng giống nhau. Nhà mình không có cân thì mình sẽ dùng chia bằng cái kiểu này. Và ba cái chén thì sẽ giống nhau. Chén này nó hơi đầy một tí. Và bây giờ mình cân thử xem ba chén nó có bằng nhau không. 290g. Chén này 290g. Và chén này cũng 290g. Cái chén là 90g. Mình cân không có dĩa, 290g ba cái đều bằng nhau. Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu cân đường bằng chén. Bây giờ ta bắt đầu. Giờ mình cân 600g. Và đây là 600g đường. Và bây giờ mình sẽ chia ba chén đường cho bằng nhau. Đó, đây là dành riêng cho những người không có cân. Thì mình chia bằng cái chén. Và mình thử cho mọi người nhìn thấy là mình chia xem là có đúng không.
giờ mình sẽ tự mình xoan cho nó đều. Đó là mình chia bằng cái chén. Và bây giờ mình thử chia xem là mình chia có đều không nè. 290g. Cái này là không có dĩa cân. 290g. Và đây cũng là 290g. Đó là mình đã chia đường. Mình chia mình không dùng cân, dành cho những người không có cân thì ta chia bằng chén. Và bây giờ mình sẽ cân 2 kg đường mà mình chia ra. Giờ mình cân 1,8 kg. Giờ mình cân 1,8 kg đường và mình sẽ chia, mình chia bằng cái tô. Và bây giờ mình sẽ chia đường bằng cái tô. Đó, mình cân đường bằng cái tô. Đây là dành riêng cho những người không có cân. Ví dụ như mình mua 2 kg đường về mình tự cân bằng cái tô. Đó, mình tự chia đường bằng cái tô. Đây là một tô đường và đây cũng là một tô đường. Hai tô đường giống nhau. Rồi bây giờ ta bắt đầu cân thử xem mà nó có đều không. 1,27 kg. Và đây cũng là 1,27 kg. Mình chia rất chính xác. Và bây giờ mình cân thử 300g. Đó, 300g đường. Và bây giờ mình cũng tự chia bằng cái chén cho đều. Ví dụ như bạn nào và cháu nào không có cân thì mình chia đường cái kiểu này. Và bây giờ mình cân thử. Đây cũng 190g. Và đây cũng là 190g. Đó là mình không có dĩa cân. Và bây giờ mình cân thử 450g đường. Đó, mình mua 450g đường.
mình mua 450g đường và mình về mình sẽ chia thử cho 3 chén. Thì mỗi chén 150g. Và bây giờ mình sẽ cân thử xem là mình chia có đều không. 240g, 240g, và đây cũng là 240g.